Trần Phi Vũ, soái ca có thế lực khủng, khiến cả Triệu Vy lẫn Thanh Long phải e dè. Trong làng giải trí Hoa ngữ có không ít những ngôi sao có xuất phát điểm rất cao. Điều này giúp họ dễ dàng nhận được tài nguyên tốt và dễ dàng tỏa sáng hơn các đồng nghiệp khác. Thế nhưng, một ngôi sao trẻ gây chú ý gần đây nhất chính là Trần Phi Vũ, một tinh nhị đại thứ thiệt trong showbiz. Anh chàng là con trai đạo diễn tiếng tăm Trần Khải Ca và đài mỹ nhân Trần Hồng. Nhiều người thấy rằng Trần Phi Vũ sinh ra đã ở vạch đích, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy thì anh phải nỗ lực rất nhiều. Dù với chỉ ra mắt công chúng hơn 2 năm, nhưng Trần Phi Vũ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ bởi ngoại hình điển trai và gia thế hiển hách. Bố mẹ nghiêm khắc tạo sự thành công. Trần Phi Vũ sinh vào ngày 9 tháng 4 năm 2000 thuộc cung Bạch Dương và sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88. Hiện nay, Trần Phi Vũ đang theo học tại Học viện Bắc Điện, một trường đại học quốc lập hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực điện ảnh. Vào ngày dự thi, chàng trai 19 tuổi có mặt tại trường từ tờ mờ sáng. Thái độ chăm chỉ của Trần Phi Vũ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng, nam diễn viên rất có quyết tâm thi đỗ và theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Anh có bố là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca. Ông có tác phẩm kinh điển Bá Vương Biệt Cơ, từng đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Mẹ là nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc Trần Hồng, mỹ nhân màn ảnh cực kỳ nổi tiếng vào thập niên 80-90 với vai điêu thuyền cực kỳ ấn tượng trong phiên bản Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1994. Trần Hồng dạy con theo cách vừa hiện đại lại vừa truyền thống. Đối với con cái đều không yêu cầu trở thành học bá, thích gì đều có thể lựa chọn làm, không thích có thể thay đổi mà chọn lại. Thế nhưng tuyệt đối không được buông thả. Cốt cách tạo tinh thần, người có cốt cách, người có qua tu luyện gian khổ mới có giá trị. Cả cha và mẹ đều là nghệ sĩ quyền lực trong giới. Con đường nghệ thuật của Trần Phi Vũ thăng tiến nhanh chóng. Anh được bố mẹ đầu tư cho học trường quốc tế từ năm cấp 2. Năm 10 tuổi, Tiểu Vũ, tên gọi thân mật của anh chàng, đã tham gia bộ phim đầu tay mang tên Triệu Nhị Cô Nhi. Bán đi một thời gian, Trần Phi Vũ mới quay lại màn ảnh với vai diễn trong bộ phim Bỉ Quả. Anh chàng cũng tập tành vai trò trợ lý đạo diễn trong bộ phim Yêu Miêu Truyện do Trần Khải Ca làm đạo diễn. Chia sẻ với truyền thông, sở dĩ hai anh em Trần Phi Vũ không chút kiêu căng mà luôn nho nhã, lễ độ là do cách dạy con nghiêm khắc của Trần Khải Ca. Đạo diễn Bá Vương Biệt Cơ từ nhỏ đã bắt con phải làm việc nhà, việc đầu tiên khi vào cửa là ôm bố mẹ. Ông quan niệm dạy con nghiêm khắc, biết chịu trách nhiệm và có tinh thần phấn đấu. Khi đạo diễn Trần Khải Ca quay bộ Yêu Miêu Truyện, Trần Phi Vũ đã chấp nhận đến trường quay làm trợ lý đạo diễn để tích lũy thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp sau này của mình. Vì đạo diễn nổi tiếng này luôn rất nghiêm khắc với các con, ông cũng từng cho biết mình chưa bao giờ coi Trần Phi Vũ là con khi quay phim. Khi đưa con đến phim trường Yêu Miêu Truyện, ông đối xử với con như những đứa trẻ làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Mỗi ngày, họ đều phải đứng dưới trời nóng 42 độ C, làm việc với nhân viên trường quay trong 16 đến 17 giờ liên tục. Có lẽ chính nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc từ cha mẹ, nên trong suốt 4 năm qua, Trần Phi Vũ chưa từng vướng tai tiếng nào về việc mắc bệnh ngôi sao hay coi thường người khác. Ngôi sao Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên Ngưu Tuấn Phong từng chia sẻ, Trần Khải Ca là một đạo diễn rất giỏi dẫn dắt các diễn viên. Nhưng dù tài giỏi đến mức nào thì đạo diễn Trần vẫn không thể giúp đỡ con trai trong diễn xuất, dẫn dắt anh trở thành một diễn viên thực thụ như ông đã từng làm với nhiều người. Trần Phi Vũ xuất hiện trong khá nhiều phim nhưng diễn xuất của anh thực sự rất nhạt nhòa và không để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Thế nên dù có một bệ đỡ vững chắc bao nhiêu thì cho đến nay Trần Phi Vũ vẫn chưa thể tiến bộ về diễn xuất cũng như có được một tác phẩm để đời. Đại sứ Dior khi 16 tuổi. Ngoài theo cha hỗ trợ trường quay, Trần Phi Vũ cũng dự những sự kiện phim ảnh lớn. Cuối tháng 10 năm 2019, nam thần 10X gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Kim Hạc ở Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Có mẹ là người đẹp nổi tiếng một thời, không khó để nhận ra, Trần Phi Vũ cũng thừa hưởng không ít danh trội từ Trần Hồng. Điển hình như khi tham dự show trình diễn thời trang tại Pháp năm 2018, anh chàng có cơ hội chụp ảnh cùng tài tử Song Joong Ki. Nhiều người nhận xét, thân thái và nhan sắc của Trần Phi Vũ không hề kém cạnh đàn anh tài tử nổi tiếng, thậm chí có phần áp đảo Song Joong Ki bởi chiều cao vượt trội. Nhiều netizen cho rằng Trần Phi Vũ còn trẻ, anh vẫn còn quãng đường dài để đi. Hiện tại mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng không ít có người lại mỉa mai cho rằng anh đã quá được ưu ái trong showbiz này. Những ồn ào của Trần Phi Vũ. Trong sự nghiệp chính thức kéo dài 4 năm, Trần Phi Vũ thuộc số ít những ngôi sao thế hệ mới không vướng phải scandal tai tiếng nào. Tuy chưa gặp scandal tai tiếng, nhưng chàng diễn viên trẻ sinh năm 2000 này cũng vướng khá nhiều thị phi ồn ào. Đơn cử như vụ việc trượt tay, lai bài chê ngoại tình của ngôi sao Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác. Sau khi vụ việc xảy ra, Trần Phi Vũ đã đăng bài đính chính trên trang Weibo cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều fan quá khích vào mắng Trần Khải Ca và Trần Hồng. Thậm chí, nhiều người còn yêu cầu đạo diễn nổi tiếng này phải cho Vương Nhất Bác một vai chính để bù đắp tổn thương.
Sự việc này cũng gây ồn ào khá lớn. Tuy nhiên, phần đông người qua đường đều ủng hộ Trần Phi Vũ nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh. Tuy nhiên, vụ ồn ào dài hơi của Trần Phi Vũ chính là nghi án tình cảm với thần đồng solo Âu Dương Nana. Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana bằng tuổi nhau, từng cùng hợp tác trong bộ phim Bí Quả năm 2017. Tin đồn hẹn hò giữa họ cũng bắt đầu từ đó. Người ta dễ dàng nhận thấy Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana có nhiều cử chỉ rất thân thiết, thường xuyên diện đồ đôi, đăng lên mạng những bức hình cùng chung địa điểm. Ai cũng nhận xét, Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana rất đẹp đôi, tương xứng từ ngoại hình cho đến gia thế. Họ được ủng hộ trở thành một cặp trong showbiz. Nhưng kể từ khi sau khi tin đồn xuất hiện, cả hai ngôi sao trẻ này chẳng lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, khiến mọi người đều đoán già đoán non, không biết sự thật thế nào. Phải đến năm ngoái thì các blogger đăng hình mặc đồ đôi của Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana lên mạng, thì netizen mới biết rõ về mối quan hệ giữa hai người. Thay vì đưa ra một lời nói rõ ràng, Trần Phi Vũ lại unfollow Âu Dương Nana trên Instagram như để đáp trả những tin đồn đang bủa vây. Hành động của Trần Phi Vũ giống hệt của Lực Na Trác khi phủ nhận tái hợp với Trương Hằng, và kết quả anh chàng nhận phải khá nhiều chỉ trích vì quá phũ phàng, khiến nhiều fan của Âu Dương Nana bất bình. Với danh xưng nam thần thế hệ mới, xuất phát điểm danh giá cùng vẻ ngoài điển trai, anh sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên Weibo. Đây là con số đáng mơ ước đối với nghệ sĩ mới. Mỗi bài đăng của Trần Phi Vũ đều thu hút nhiều chú ý của người hâm mộ.